Cái củ từ trên bát 5 tấc của con Labet BT6910 nó to hơn rất nhiều là cái củ từ trên chiếc loa 5 tấc kia. Anh đã theo dõi các video clip của em trên kênh YouTube của Loa Cỏ Xanh rất lâu rồi, rất tin tưởng và muốn ủng hộ bên em. Nhưng anh không hiểu tại sao mà các bên bán loa khác, những dòng loa 5 tấc cũng như vậy, người ta bán giá khoảng 4-5 triệu đồng, vậy mà tại Loa Cỏ Xanh giá bán toàn 7-8 triệu trở lên thôi. Thì anh không biết là hàng bên em khác hàng bên họ như thế nào mà giá bên em lại đắt như vậy. Và vâng, mình nhận được rất nhiều câu hỏi của anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc thắc mắc về vấn đề giá cả đi đôi với chất lượng. Và trước mắt quý vị là hai chiếc loa kéo 5 tấc, một chiếc loa giá chỉ hơn 5 triệu, một chiếc loa giá gần 8 triệu đồng. Hai chiếc loa này khác nhau điều gì mà dẫn tới sự khác biệt về giá bán như vậy? Xin mời quý vị hãy cùng mình đi khám phá để tìm câu trả lời. Chiếc loa 5 tấc này chỉ nặng 30 kg, trong khi đó chiếc Beats BT6910 này nó nặng lên tới 50 kg, có nghĩa là gần gấp đôi. Và tất nhiên, nếu nhìn vào hình thức bên ngoài, chúng ta rất khó để thấy được sự khác nhau giữa hai sản phẩm này. Và mình sẽ mở từ bộ phận ra để chúng ta cùng so sánh và phân tích. Sau khi e-căng được tháo ra là toàn bộ hệ thống loa bên trong đã lộ ra. Tiếp theo mình sẽ khui cái mặt lưới của chiếc loa Beats BT6910. Và đây là toàn bộ hệ thống củ loa của chiếc Beats BT6910 quý vị nhé. Mọi thứ hiện ra trước mắt quý vị khá là chân thực, nhưng chúng ta vẫn chưa biết được điều gì. Chúng ta phải khui từng củ loa ra để khám phá bên trong. Và đây là toàn bộ củ loa bát của chiếc loa 5 tấc rẻ tiền hơn. Tiếp tục mình sẽ khui củ bát của chiếc loa Beats BT6910 quý vị nhé. Rất nặng thưa quý vị. Cũng là bát 5 tấc mà tại sao con này nặng như vậy? Và đây thưa quý vị, câu trả lời thứ nhất nó nằm ngay trước mắt quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy cái củ từ trên bát 5 tấc của con loa Beats BT6910 nó to hơn rất nhiều là cái củ từ trên chiếc loa 5 tấc kia. Đường kính của nó dường như nó phải to gấp 1,5 lần, gần 2 lần quý vị nhá. Đây, đường kính con này là một găng tay. Con này một găng tay vẫn thừa ra rất nhiều. Đấy, cái chiều dày của nó cũng vậy, chiều dày của từ này. Ngay cả cái chất liệu lõi sắt từ nhìn nó cũng rất là khác nhau. Con này nhìn chung nó xịn sò hơn rất nhiều. Và đây là cận cảnh củ từ bát 5 tấc trên chiếc Beats BT6910 quý vị nhá. Rất to bản, rất hầm hố. Còn đây là củ từ khá khiêm tốn trên chiếc loa 5 tấc giá rẻ. Cái vành loa, cái nón loa thì mọi thứ gần như là không khác nhau, bởi vì nó cũng không phản ánh điều gì cả. Nhưng củ từ và côn loa là hai yếu tố lớn nhất quyết định nhiều nhất đến chất lượng âm thanh và công suất của hai cái loa bát này. Và thực sự một điều nó là bất ngờ cho mình, đó là cái trọng lượng của củ bát 5 tấc trên chiếc Beats 6910 nó nặng dường như gấp đôi so với cái củ bát 5 tấc trên cái chiếc loa kéo giá rẻ kia. Này nó nhẹ toàn thôi quý vị ạ, cực kỳ nhẹ luôn. Cảm giác cầm nó không có cái gì gọi là để nặng tay đầm tay cả, nhưng con này cầm lên thì cực kỳ là nặng tay luôn, chịu tay luôn. Tiếp theo mình sẽ khui cái loa chét trên chiếc loa kéo 5 tấc giá rẻ. Và đây là củ chét trên chiếc loa 5 tấc giá rẻ quý vị nhá. Mình tạm thời cứ treo nó ở đây đã. Chuyển sang chiếc Beats BT6910, nó có hai củ chét quý vị nhá. Một củ to hơn, một củ nhỏ hơn. Mình sẽ khui cái củ nhỏ hơn này ra trước. Và đây là củ chét nhỏ hơn trên chiếc Beats BT6910. Có lẽ mình sẽ tạm thời để nó ở đây đã. Và đây, điều đặc biệt tiếp tục nằm ở đây thưa quý vị. Củ chét thứ hai trên chiếc loa này nó rất to. Nó to hơn rất nhiều là củ chét thứ nhất, và nó cũng to hơn rất nhiều cái củ chét trên chiếc loa 5 tấc giá rẻ này. Và đây chính là câu giải thích tại sao mà chiếc loa Beats nó luôn mang lại tiếng chét cực kỳ sáng, cực kỳ leng keng. Đặc biệt là mic hát của nó rất hút tiếng, giọng hát của chúng ta rất trong trẻo. Đó là những lời khen thực sự mình luôn dành cho những dòng loa kéo đến từ thương hiệu Beats thưa quý vị. Tiếp theo mình sẽ tháo củ loa chung trên chiếc loa 5 tấc giá rẻ. Và đây là củ loa chung trên chiếc loa 5 tấc giá rẻ. Mình tạm thời để nó ở đây. Tiếp tục mình sẽ tháo củ loa chung trên chiếc Beats BT6910. Và đây là củ loa chung trên chiếc Beats BT6910. Khi để hai củ loa gần nhau, quý vị có thể nhìn thấy là
cái củ từ trên chiếc chung của Bet 6910 nó cũng lớn hơn là cái từ trên chiếc loa 5 tấc giá rẻ. Mặc dù củ loa chung nó là thành phần kém quan trọng nhất trong hệ thống củ loa, nhưng nó cũng vai trò đặc biệt của nó là tái tạo, tạo nên trung âm nó tròn trịa và ngọt ngào hơn. Do vậy, củ chung trên chiếc Bet BT 6910 nó cũng là một nhân tố quan trọng quyết định đến chất lượng âm thanh mà quý vị dùng để nghe nhạc hoặc hát karaoke. Bên cạnh chất lượng củ loa thì chất lượng bo mạch cũng là yếu tố rất quan trọng quyết định đến chất lượng âm thanh. Sau đây mình sẽ khui bo mạch của hai cái loa này ra để quý vị xem xét và đánh giá. Và đây là toàn bộ hệ thống bo mạch chủ của chiếc loa kéo 5 tấc giá rẻ. Nhìn nó khá là mảnh mai và yếu đuối quý vị nhá. Linh kiện của nó cũng khá là sơ sài. Tiếp theo, mình sẽ tháo bo mạch trên chiếc Bet BT 6910. Và đây là toàn bộ bo mạch trên chiếc loa kéo Bet BT 6910 quý vị nhá. Cầm nắm nó đầm tay hơn, trọng lượng của nó lớn hơn. Và đây trước mắt quý vị là hai bo mạch của hai chiếc loa kéo Bet BT 6910 và chiếc loa 5 tấc rẻ tiền còn lại. Quý vị có thể nhìn thấy bo mạch của nó khác nhau rất nhiều, cả về số lượng, chất lượng linh kiện, độ lớn của từng mảng linh kiện nó cũng khác nhau. Mặc dù có thể quý vị đang theo dõi video clip này, quý vị cũng không am hiểu nhiều kiến thức nhiều về điện tử, nhưng nhìn qua hai bo mạch này quý vị cũng thấy là cái bo mạch trên chiếc Bet BT 6910 nhìn nó xịn hơn là bo mạch trên chiếc loa 5 tấc này. Tiếp theo, mình sẽ tháo bình ắc quy trên chiếc loa kéo 5 tấc giá rẻ. Và đây thưa quý vị, bình ắc quy của nó được gia công và tạo trong này nhìn nó rất là lồng côm quý vị nhé. Còn chèn những cái mút xốp này vào đây cảm giác nó rất là thô sơ, rất là cầu thả. Loa thì 5 tấc, loa rất là to. Nhưng mà bình ắc quy thì bình ắc quy chỉ là 12 Ah thôi. Đây quý vị nhìn thấy bình ắc quy này. Chỉ là 12 Ah. Bình ắc quy này thực ra nó không phải là quá nhỏ đâu, nhưng với một chiếc loa kéo 5 tấc thì bình này là rất nhỏ. Quý vị thấy không ạ? Bình chỉ là 12 Ah. Tiếp theo mình sẽ tháo bình ắc quy trên chiếc loa kéo Bet BT 6910. Và đây là bình ắc quy dung lượng 20 Ah trên chiếc loa kéo Bet BT 6910. Quý vị có thể nhìn thấy cái bình này to hơn bình kia rất nhiều nhá. Nó cung cấp một cái năng lượng điện nhiều hơn, do vậy thì thời lượng hoạt động và công suất phát nhạc của chiếc loa này cũng tốt hơn là chiếc loa kia. Sau đây mình sẽ làm một bài test so sánh chất lượng âm thanh của hai chiếc loa này. Mình sử dụng một chiếc USB và phát cùng một bài nhạc trên cả hai chiếc loa. Quý vị lưu ý, để đảm bảo tính công bằng cho bài test, tất cả các thông số âm thanh mình đều để mức 50% trừ cái volume của nhạc này là độ to độ nhỏ của nhạc. Thì do công suất của hai chiếc loa này khác nhau cho nên là âm thanh mình sẽ thay đổi tùy theo cái công suất của loa. Tuy nhiên bass chest mình đều để mức 50%. Và sau đây là âm thanh đến từ chiếc loa kéo 5 tấc giá rẻ. Quý vị hãy lắng tai nghe chất âm của chiếc loa 5 tấc giá chỉ hơn 5 triệu đồng. Chúng vui đêm nay cho tròn tình yêu thương đẹp tình quê hương. Ban đầu nghe khi chưa so sánh với một chiếc loa khác, quý vị cảm nhận âm thanh như này là chất lượng được. Tuy nhiên khi lắng nghe kỹ một chút, quý vị cảm nhận được tiếng trầm của nó không thực sự sâu và ấn tượng, trung âm và những tiếng chét của nó không thực sự chi tiết, không thực sự trong trẻo. Và nhất là âm lượng của chiếc loa này thực sự nó không quá lớn, khi mà âm lượng của nó gần 50% nhưng công suất thực sự nó mang lại thì chưa có gì ấn tượng quá. Chúng ta cùng chuyển sang chiếc loa kéo Bet BT 6910 cũng như chiếc loa kia, quý vị nhìn thấy không? Bass chét tất cả thông số mình để đều 50% hết. Volume nhạc khoảng 40%. Ngay khi những tiếng nhạc đầu tiên được phát ra, quý vị có thể cảm nhận được tòa này nó cho chất
bát uy lực hơn rất nhiều. Độ trầm sâu của nó xuống sâu hơn, đặc biệt là âm thanh của nó độ nảy tách bạch giữa dải tần. Tình yêu thương đẹp tình quê hương, mai tôi về chúng mình đôi. Điều đặc biệt thứ hai là với hai loa chét, nó tái tạo nên một chất âm rất trong trẻo và chi tiết ở dải cao. Tiếng trầm nó đánh rất chắc gọn quý vị nhá, đánh cực kỳ chắc gọn, không ù không rèn, tiếng sâu. Anh xa đi vì nghe lời buồn quê hương, nhịp cầu yêu thương bao năm rồi vẫn còn đôi đường. Từ xa phố phường anh lên đường không. Vâng, vậy là cả hai chiếc loa gỗ 5 tấc nhìn bên ngoài dường như chúng không khác nhau quá nhiều, thế nhưng quý vị test cảm thấy chất âm của nó khác biệt. Trước mắt quý vị là cặp mic đi kèm theo hai chiếc loa này. Cái mic bên trái là của chiếc loa Beats BT6910 bằng kim loại, cầm nắm rất đầm tay. Còn chiếc mic bên phải nó là của chiếc loa kéo 5 tấc giá rẻ, mic chỉ là bằng nhựa quý vị nhá. Mặc dù nhìn màu bạc là giống nhau, tưởng là kim loại nhưng chỉ là nhựa thôi. Cầm nó nhẹ phèo ra, chất liệu nó không thể bằng được chiếc mic kim loại trên chiếc loa kéo Beats BT6910. Không chỉ là chất liệu mà cái chất âm thanh mic của hai cái loa này cũng khác nhau hoàn toàn. Và quý vị đang nghe tiếng mic của chiếc loa kéo 5 tấc giá rẻ. Quý vị thấy là tiếng âm thanh của nó có phần ỏng 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 và nó không được trong trẻo, không có độ ấm áp. Còn đây là tiếng mic của chiếc loa kéo Beats BT6910. Quý vị nghe thấy không ạ? Tiếng mic của nó rất dày, rất ấm, đồng thời nó có tiếng trong trẻo của tiếng chép. Đó chính là hậu quả của việc nó có hai loa chép. Âm thanh của nó rất sáng. Và khi chúng ta nói hoặc hát trên cái mic của chiếc Beats này, nó rất là nhẹ nhàng, rất là bay tiếng. Chúng ta không cảm giác mỏi mệt, hát rất sướng quý vị nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quý vị đang nghe tiếng mic của chiếc loa kéo Beats BT6910. Vâng thưa quý vị, hai chiếc loa kéo gỗ 5 tấc nhưng có giá bán chênh nhau rất nhiều, gần 3 triệu đồng. Quý vị sẽ bỏ ra gần 8 triệu đồng để mua chiếc Beats BT6910 hay hơn 5 triệu đồng để mua chiếc 5 tấc giá rẻ này? Hãy cho mình biết bằng cách để lại bình luận phía bên dưới video. Mình xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.